Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Chương trình tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm chúc Tết các chức sắc tôn giáo, người có uy tín ở hai huyện Tuy Phong, Bắc Bình nhân dịp Tết KT 2022. Tuyên truyền đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Huyện Hàm Tân tập trung nỗ lực để thi công, hoàn thành các công trình đảm bảo giải ngân theo kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm chúc Tết các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân dịp Tết KT của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Tuy Phong, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm tháp ngài xã Phong Phú, thăm sư cả Thường Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bà La Môn giáo tỉnh Bình Thuận, sư cả Lượng Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bà La Môn giáo tỉnh, sư cả Bích Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng chức sắc Bà La Môn giáo tỉnh và thăm các vị tham gia công tác mặt trận qua các thời kỳ. Tại huyện Bắc Bình, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm tặng quà Hội đồng chức sắc Bà La Môn giáo tỉnh, thăm các Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bà La Môn giáo tỉnh, sư cả Cửu Chi Trình, Phó sư cả Huỳnh Cứng, thăm làng Bồ Ních, thăm ông bố Xuân Hổ, nhân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào Chăm. Đến thăm chúc Tết KT tại các địa phương, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị sư cả, nhân sĩ trí thức và các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là người Chăm theo đạo Bà La Môn, đồng thời vui mừng nhận thấy công tác chăm lo cho đồng bào đón Tết KT năm nay được chu đáo đầm ấm. Qua đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn các vị chức sắc, người có uy tín tiếp tục tuyên truyền vận động dòng tộc đồng bào của mình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Lễ hội KT, lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm sẽ được diễn ra trong vài ngày nữa. Thời điểm này, tại các làng Chăm theo Bà La Môn giáo, không khí chuẩn bị cho lễ hội truyền thống đang được bà con ráo riết thực hiện, từ việc trang trí, chỉnh trang lại các đền, tháp, các vật cúng tế lễ, đến việc tập luyện văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Đây là dịp giúp cho đồng bào dân tộc Chăm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình và quảng bá thêm hình ảnh du lịch tỉnh nhà. Tại đền thờ Bô Ních, Ủy ban Nhân dân xã Phan Hiệp, Mặt trận, Đoàn thể, Ban điều hành thôn Bình Hiếu cùng các chức sắc Bà La Môn giáo tổ chức cuộc họp với nội dung xoay quanh việc tổ chức lễ hội KT sắp tới. Tất cả các phần việc liên quan đến lễ hội được phân công cụ thể cho từng thành viên đảm nhận. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình cũng đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý đền thờ Bô Ních. Hai năm vừa qua, lễ rước sắc phong và y trang của ngài không tổ chức do tình hình dịch bệnh COVID-19. Lễ hội năm nay dự báo sẽ có đông đảo bà con tham gia, do đó công tác chuẩn bị được kỹ lưỡng hơn, nhất là lễ đưa rước sắc phong và y trang ngài. Đền thờ Bô Ních năm nay được tu sửa khang trang hơn so với mọi năm. Thì đối với dân làng Bình Hiếu và bản thân cũng rất vui mừng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến cái lễ hội KT của người Chăm. Và với cái tinh thần đó thì năm nay thì ban quản lý đền thờ cũng như cái chức vị chức sắc già làng cũng mở cái cuộc họp nhiều lần để nhằm tổ chức cái lễ hội KT năm nay được khang trang hơn, tốt đẹp hơn. Phòng văn hóa thông tin là có hỗ trợ như là về dàn dựng múa để cho cái điệu múa phong phú hơn, rồi hỗ trợ về sắc phục cũng như trang phục. Hai nữa là về văn hóa thể dục thể thao thì cũng có hỗ trợ về các anh có chuyên môn về văn hóa thể dục thể thao để tổ chức nhiều trò chơi dân gian hơn. Tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm vào ngày 26 tháng 10, tức mùng 2 tháng 7 Chăm lịch, sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa phục vụ khách tham quan, nghiên cứu và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương trong dịp lễ hội KT. Các hoạt động diễn ra bao gồm lễ tiếp nhận hiện vật của các nhà sưu tập, thi viết chữ Chăm truyền thống, trình diễn nghề thủ công truyền thống gốm, dệt, làm bánh gừng. Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm cũng như là đồng bào người Chăm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có rất là nhiều niềm vui vì lễ hội KT của người Chăm đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thì qua đây cũng là một cái điều khích lệ tinh thần cho đồng bào Chăm
đặc biệt là cho những anh chị đang công tác tại trung tâm trưng bày hóa Chăm càng thêm phấn khởi, kích thích được cái năng lực để mà gìn giữ bảo tồn giá trị văn hóa Chăm trong thời gian tới và cũng như là trong dịp KT năm 2022. Lễ hội KT không chỉ giúp cho đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Bình Thuận giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình, mà còn giúp cho tỉnh nhà quảng bá thêm hình ảnh du lịch, tạo ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng du khách trong nước và quốc tế khi đến với Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Hội nghị đã tuyên truyền đến chủ sử dụng lao động là các doanh nghiệp và người lao động về một số nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới các chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm. Đồng thời hướng dẫn các điểm mới và một số nghiệp vụ có liên quan đến công tác thu, sổ thẻ, chế độ, chính sách, quy trình thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia, quy trình giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho thân nhân người lao động. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp với người lao động trong việc thực hiện chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như giúp người lao động hiểu rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó giúp họ yên tâm làm việc, hạn chế tình trạng nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh vừa tổ chức hội thi báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2022. Tham dự hội thi có 38 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh, các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi thí sinh trải qua 4 vòng thi, gồm thi trắc nghiệm, thi vấn đáp, soạn giáo án và giảng nội dung chuyên đề cho đối tượng 4 và thi thực hành bắn súng K-54 bài 1B. Hội thi nhằm giúp các thí sinh rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực kỹ năng tuyên truyền, đáp ứng công tác giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng trong tình hình mới. Đây còn là dịp để các thí sinh khẳng định bản lĩnh, trình độ, qua đó thể hiện sắc thái, đặc điểm nhiệm vụ tuyên truyền của đơn vị mình, đồng thời có điều kiện giao lưu học tập kỹ năng nghệ thuật, kinh nghiệm tuyên truyền miệng, góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo những bước tiến mới trong công tác tuyên truyền miệng, đồng thời cổ vũ động viên hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Tánh Linh, giải nhì cho huyện Tuy Phong, giải ba cho huyện Đức Linh và tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi. Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc vừa tổ chức hội nghị chuyên đề công tác quản lý nhà nước về rác thải, thực trạng và giải pháp. Theo thống kê, tổng khối lượng phát sinh rác thải trên địa bàn huyện khoảng 37.800 tấn mỗi năm. Khối lượng tiếp nhận tại bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung khoảng 11.600 tấn mỗi năm, đạt 30,7%. Đối với lượng rác thải còn lại, hộ dân xử lý bằng biện pháp chôn lấp, đốt và tình trạng người dân vứt bừa bãi ra kênh, mương, dọc các tuyến đường, các khu vực đất trống còn khá nhiều. Hiện nay, toàn huyện đã có 11 trên 17 xã thị trấn được thu gom rác với tổng số hộ gần 13.000 hộ, đạt 32,26% tổng số hộ. Hội nghị đã tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về rác thải, đồng thời nêu lên các đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Để góp phần nâng cao công tác quản lý bảo vệ môi trường và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 02 của huyện ủy Hàm Thuận Bắc về phát động cuộc vận động người dân Hàm Thuận Bắc không xả rác bừa bãi. 9 tháng của năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công ở huyện Hàm Tân đạt 65%. Trong bối cảnh khó khăn, địa phương đang tập trung nỗ lực để thi công, hoàn thành các công trình, đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch đề ra. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Hàm Tân là hơn 119 tỷ đồng. 9 tháng qua, huyện đã giải ngân hơn 76 tỷ đồng, đạt gần 65%. Kế hoạch đầu tư công được thực hiện bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, đảm bảo đầu tư tập trung có hiệu quả. Năm 2022, đầu tư công trên địa bàn Hàm Tân chủ yếu là các công trình trường học, đường giao thông, trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị. Những tháng còn lại, huyện Hàm Tân sẽ tập trung tổng lực để phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Đã đạt được mục tiêu trên, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng,
chủ động rà soát đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, kiên quyết chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp hơn 53,5 tỷ đồng và gần 19.000 ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn. Trong đó, làm mới và sửa chữa hơn 285 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa sửa chữa trên 143 km kênh mương nội đồng, tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, đường giao thông nông thôn, cùng với đó xây dựng và nhân rộng các mô hình sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường ánh sáng an ninh, đã phủ kín những tuyến đường ở các xã của huyện Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quý, góp phần quan trọng xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chi bảng giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bình Thuận cúp BTV năm 2022, tham dự có đại diện các đơn vị tham gia giải đấu. 12 đội bóng lứa tuổi nhi đồng được bốc thăm chia làm 4 bảng, mỗi bảng 3 đội. 11 đội lứa tuổi thiếu niên bốc thăm chia làm 3 bảng đấu gồm 2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Kết quả bốc thăm cụ thể như sau. Các bảng đấu lứa tuổi nhi đồng: bảng A Trường Lê Quý Đôn, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết 1; bảng B Đức Linh, Hàm Tân, Phan Thiết 2; bảng C Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, La Di; bảng D Tuy Phong, Tánh Linh, Nhà Thiếu Nhi tỉnh. Các bảng đấu lứa tuổi thiếu niên: bảng A Hàm Thuận Nam, Trường Lê Quý Đôn, Trường Lê Lợi, Tuy Phong; bảng B Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Tân; bảng C Phú Quý, Đức Linh, La Di. Ban tổ chức cùng các đơn vị tham gia giải cũng đã họp bàn về thể thức thi đấu, công tác chuẩn bị và các nội dung hoạt động trong thời gian diễn ra giải đấu. Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bình Thuận cúp BTV năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 2022 tại thành phố Phan Thiết. Giải đấu nhằm phát triển phong trào bóng đá trong lứa tuổi học sinh, đồng thời động viên thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia tập luyện bóng đá, rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe. Trên cơ sở đó, phát hiện và bồi dưỡng mầm non tài năng bóng đá cho địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận vừa tổ chức họp rà soát lại những khâu cuối cùng để chuẩn bị khai mạc Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3 Bình Thuận năm 2022. Theo báo cáo của ban tổ chức, sau thời gian dài tích cực chuẩn bị, hiện nay các khâu đã được triển khai đến từng thành viên và sẵn sàng cho ngày khai mạc. Có 131 câu lạc bộ thuộc tỉnh, thành và quốc tế tham gia với 1.315 vận động viên. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 6 nội dung dành cho các lứa tuổi khác nhau với cự ly dài nhất là 86,7 km và ngắn nhất là 48,6 km. Nằm trong chương trình ngày hội xe đạp lần này, ban tổ chức cũng sẽ bố trí gian hàng trưng bày sản phẩm xe đạp để vận động viên và khách tham quan thưởng lãm. Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc là sự kiện thể thao có tính chất và quy mô lớn được tổ chức tại Bình Thuận. Qua đó, góp phần giới thiệu những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương Bình Thuận đến du khách gần xa, từ đó tạo hiệu ứng tốt cho công tác kích cầu du lịch tỉnh nhà. Đây cũng là dịp để mọi người yêu thích xe đạp có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn xe đạp trên toàn quốc. Ngày hội sẽ được khai mạc vào lúc 5 giờ sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 10 tại công viên Đồi Dương. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.